Và chào mừng em đã quay trở lại với thế giới Dragon City. Mình là Thành EZ đây. Thì nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu thôi nào. Thì chúng ta vừa xem đấy là cái thông tin mới nhất về cái cuộc đua Heroic Race sắp tới. Chúng ta sẽ được một con mang tên là Celestial. Con này sẽ có 4 đầu và rất là đẹp. Nó dạng như kiểu là một con rồng, con rắn ấy. Mình không biết là nó nên miêu tả thế nào. Mình nói chung là cũng sẽ là một con rồng 4 đầu nha anh em. Thì đây chính là cái cuộc đua Heroic Race đây. Chúng ta đây. Đó, chúng ta sẽ vào và xem nha. Chúng ta đây thì chúng ta đây là nó hướng dẫn mình Heroic Race là loại mạnh nhất, còn mạnh hơn cả Legendary này. Đây là cái cấp độ của các loại rồng ở trong thế giới Dragon City. Cái này là chúng ta sẽ hoàn thành các nhiệm vụ để nó tiến lên từng bước. Tiếp theo là chúng ta sẽ thu hoạch vàng hoặc là food hoặc là hatching hybrid. Nói chung là nhiều thứ lắm. Hoàn thành lap thứ 5 để bắt đầu là tính toán để có thể nhận thưởng. Ít nhất phải hoàn thành lap thứ 5 nha. Vị trí thứ nhất chúng ta sẽ được một con rồng Celestial 4 đầu Heroic, một con Epic, một con VR và một con R. Vị trí thứ 2 đến 3 sẽ được một con Epic, một con VR và một con R thôi, không được Heroic. Và từ 4 đến 8 sẽ được một con VR, một con R và 25 game. Đấy tất cả thông tin về cái cuộc đua Heroic Race lần này. Chúng ta sẽ bắt đầu luôn thôi nhỉ. Nó vừa bắt đầu lúc 6 giờ thôi. 10 ngày 23 giờ để bắt đầu. Trước tiên chúng ta sẽ collecting gold khá là dễ dàng thôi. Bao nhiêu cái nhỉ? 1 này, 2 này. Có 2 cái rồi, 3 này. Nó yêu cầu mấy cái? Chúng ta xong một nhiệm vụ đầu tiên nhá. Chúng ta sẽ bắt đầu là thu thập là food cũng như là cho thú ăn. Thu thập food này. Nó yêu cầu mấy cái nhỉ? Yêu cầu 2 cái thôi, khá đơn giản thôi. Đấy, đủ 2 cái rồi. Và mình sẽ cho một số con rồng mình ăn nha. Các bạn nên cho những con rồng cấp thấp ăn đấy. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào đây cần là 3 lần cho rồng ăn đúng không? Là xong thôi. Nhiệm vụ thứ hai khá đơn giản. Chúng ta sẽ cho con này ăn đi, con Jody. Bắt đầu cho nó ăn nào. Một miếng này, hai miếng. Vẫn chưa được miếng nào đúng không? Vẫn chưa được cái đồng coin này đúng không? Một con bọ này. Chúng ta đếm đủ 3 con bọ thôi là được. Được rồi, mới được có một con bọ thôi. 2 con rồi, 3 con, xong luôn. Tiếp theo là chúng ta sẽ làm cái gì đây? Ở đây thì nó sẽ breeding thôi. Hoặc là chúng ta sẽ lấy item từ cái gold 4 cái đúng không? 4 cái gold là được. 1, 2 này, 3 này, 4 này, đủ 4 cái rồi. Chúng ta biết phải làm sao đây? Breeding à? Breeding dragon à? Rồi, breeding thì là chúng ta cần phải là để cho mấy cái con này nó nở kìa. Không phải là hatching nhá, hatching là cho rồng nở. Còn đây là breeding cơ. Breeding thì chúng ta sẽ like những cái con nào mà cấp thấp thôi. Ok, ví dụ như like hai con này với nhau chẳng hạn. Nào, chúng ta sẽ like hai cái con hệ lửa. Lửa cơ bản và nước cơ bản và sẽ được thôi. Đâu nhỉ? Con flame này và con Terra cơ bản này. Là được thôi, Terra 15. Ở đây nó sẽ sinh sản trong vòng. Ôi men, không phải rồi. Con này chắc chắn nó không phải rồi. Rồi thì trong thời gian đó thì mình sẽ cho một con ra cho anh em xem nha. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em xem một con rồng mới. Đây, à thôi, chắc là mình sẽ để sau đi. Nhưng mà mình cần phải cho một con ra. Chúng ta sẽ cho cái con Panzer ra trước này. Cho nó vào đâu? Con Panzer này chỉ vào được, à đây, và môi trường chiến binh được mà. Panzer là nguyên liệu dùng để like con ấy. Like con Millennium. Bên ngay là không được rồi mà. Chúng ta sẽ sinh sản lại nha. Sinh sản lại một lần nữa này. Lại 29 giây. Đen đủi thế nhờ. Mắc đen đủi luôn. Mà thôi không sao. Chúng ta sẽ đợi một chút đây. À, cái tháp rồng này mình chưa hồi này. Ui, 132 tiếng nó mới hồi lại cái tháp rồng này một lần. Wow, Damona. Ok, đáng lẽ buổi sáng nay mình nên để dành thì thương đúng hơn. Đây, con Flaming Rock này không được này. Những cái con loại rẻ tiền mà nó ít thời gian thì sẽ không được tính là trong điểm trong kia nha. Đấy. Chúng ta sẽ sinh sản lại nào. Hy vọng sẽ ra được cái con khác đi.
5 9 giây vẫn là con đấy thôi. Mình sẽ bỏ con này đi và mình sẽ trả con khác đấy. Mất thời gian quá. Chúng ta vẫn đang dừng ở đây này. Hoặc là chúng ta có thể quay số để hoàn thành cái lap này cũng được mà. Free spin này. Ok, hai cái cơ. Mình đâu cần, mình chỉ cần một cái item thôi mà. Trời ơi. Rồi, xong rồi đó. Chúng ta sẽ đi thêm một bước nữa ở trong cái khu vực này. Quay trở lại nào. Chúng ta sẽ hatching 2 quả trứng và collecting food 3 lần. 1, 2. Cái lap đầu nó còn dễ đấy, mới được có một cái thôi. Được 2 rồi. Mình cần thêm một cái nữa, 3 cái. Ngon. 3 cái xong rồi nha. Mình hatching đúng không? Chúng ta cho hai con rồng này vào luôn này. Con này thì ta sẽ bỏ đi luôn, không cần nữa. Chúng ta sẽ cho con Tiger. Đầu tiên là Tiger trước. Tiger không có chuồng nhỉ. Đấy, được một bông hoa này. Và tiếp theo sẽ là con kia. Tiếp theo sẽ là con rồng mang tên là Riderable. Cho vào luôn này. Nó cũng không có chỗ để ở luôn. Mấy con này thì tiếp mình phải xây. À đấy, nó có chỗ ở mà. Đấy, được hai bông hoa và mình đã xong cái nhiệm vụ này. Xong luôn vào ngày. Đỡ tốn game. Ok, và chúng ta sẽ xem nào cuộc đua Heroic Raid của mình. Ở vị trí này chúng ta sẽ fighting 4 trận. Đầu tiên sẽ đối đầu với một con Blizzard. Chơi ngay và luôn thôi. Blizzard thì Harry Potter sẽ chiến đấu. Để nó cày cấp mà, thanh niên là sẽ cày cấp luôn. Tiến lên nào. Ồ, cái cánh cổng đẹp thế nhờ. Thiên đường à. Select your poison envy. 23.000 máu. Rồi, bằng với cấp độ nó luôn. Cấp độ nó 23 và mình đánh 23.000 máu luôn. Một hit đã đài, đã xong. Và cái này ta sẽ đợi xong mấy giây nữa sẽ xong này. Cái này cái phần 1 thì nó khá là nhanh thôi. Dragonfly. Chiến nào, bọn này thì đúng là một hit là có thể xong hết luôn cả team này. Dragonfly, Magma Storm. Đánh nó, Magma Storm. Một phát 26.000 máu. Đỡ đi em ơi. Chết ngay, làm sao mà có thể đỡ được mình. Một chiến thắng victory thế này. Khá đơn giản thôi. Mấy con này, ồ con Zen này. Con rồng mới à, con Zen Dragon. Khá đẹp. 3, 2, 1. Fighting. Chiến đấu nào. Đây, chúng ta sẽ chọn Legend Slayer. Và lại tấn công lần 2. Lần 3 rồi, đây là lần thứ 3 rồi. Là con Snow. 3.500 máu à. Chúng ta sẽ dùng Aurora nào. Aurora này. 15.000 máu luôn. Đỡ thế nào được. Xong luôn nha. Một chiến thắng nữa này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đầu với con Zen. Ôi, phải đợi ít nhất là 4 phút nữa. 4 phút nữa mình sẽ quay lại nha. Game thì mình đang tiết kiệm. Mình sắp được cái lap thứ nhất rồi. Khá là ổn đấy chứ nhờ. Ở đây thì mình sẽ trồng cái loại thức ăn. Thì chúng ta sẽ trồng loại thức ăn rẻ tiền nhất thôi. Để nhanh nhất có thể. Nào, trồng nào anh em. Trồng loại 50 thôi. Chúng ta trồng 50 nào. 50 này. Chỗ này cũng là 50 luôn. Tất cả đều 50 đồng hết. Không trồng cái loại đắt tiền nha. Riêng cái nhiệm vụ này thì trồng 50 là được. Còn cái nhiệm vụ sinh sản thì sinh sản con vớ vẩn nó không cho đâu. Phải sinh sản những con nào nó phải từ vài tiếng trở lên. 50 này. Ok, tiếp tục này. 50 đồng nữa này. Vào đây. 50 đồng nữa. Cái này vẫn chưa được này. 50 đồng này. Cái nào mà còn đang là có cái chữ ZZ ấy. Có nghĩa là chưa. Cái bọn nông dân đang ngủ. Đấy, như thế này là ổn đấy. Để tí nữa là được thôi. Thì mình sẽ quay trở lại này để xem tất cả những người chơi trong này là gồm những ai. Chúng ta chỉ có một mình ở Việt Nam thôi. Wow, một thanh niên lắp 3 rồi kìa. Đừng có đùa nha. Mình cứ tưởng là mình dẫn đầu. Thật ra là mình còn đứng thứ hai. Starler, StarZ lắp 3 rồi. Nhanh nhờ. Thật ra thì mình cũng không quá quan trọng đâu. Chúng ta lên được lên lắp 15 là ok rồi. Không quá là cần thiết. Chúng ta hoàn thành cái này này. Đây, nó bảo đây. Từ từ nha.
hoàn thành lap 5 hoặc là lap 15 gì đó thì sẽ được thêm được một con rồng nữa, cũng là một con heroic đấy, con rồng thứ hai. Không quá quan trọng đâu anh em ạ, một ST này đấy, đây là thông tin nó thôi. Đây mình sẽ cho em xem thông tin của nó một chút nữa. Cái này là thông tin đấy rồi, heroic ray này lap 7, 10, 12 đây, hoặc là đến lap số 15 là chúng ta dù là chúng ta nhì chúng ta vẫn có thể được con này luôn đấy, anh em hiểu không? Nên không quá quan trọng là nhất nhì đâu, nếu mà nhất thì là tốt hơn, nhì thì cũng không quá quan trọng. Nào vào tiếp tục là fighting, chiến đấu 2 phút nữa rồi mình sẽ đi làm các nhiệm vụ khác đi, để cái này sau đi nhá. Chúng ta có thể búp công được không? Búp công thì còn 12 tiếng nữa này, cái này ta sẽ vứt đi luôn này, mình sẽ không sinh sản với con đấy nữa, mình sẽ chuyển con khác, mình sẽ chuyển con lửa này, lửa với một con khác, lửa với con hệ kim loại đi. Ờ rồi vừa đang là lửa mà, đâu rồi lửa, đâu rồi lửa này, và mình sẽ cho sinh sản với băng luôn đi, đấy nó có thể ra con ngon hơn. Con con đấy đâu rồi, con Ariel, con Ice thì nó đang đi sinh sản rồi. Phía trên này thì sao, con Metal này, kim loại này, sinh sản với nhau đấy. 8 giờ cứ tám, tầm 8 giờ là đẹp anh em ạ, không cần phải biết nhiều. Ở trên này chúng ta sẽ cho sinh sản giữa con ấy nha, ở con rồng này. Ok rồi, chắc là mình cần xem công thức cấp bao nhiêu nhỉ, mình không nhớ lắm. Rồi mình sẽ cần phải xem lại cái lai rồng của chúng ta. Chúng ta sẽ lai giữa con gì nhỉ, mình quên mất rồi. Con Moose Dragon và con vừa xong, ít nhất là cấp 15 cộng, đúng không nhỉ? Chắc là vậy thôi nhỉ. Cái này không phải, công thức này thì không phải rồi. Mình đang muốn lai ra con kia mà, đúng không? Mình đang muốn lai ra con này này, Millennium. Rồi ok, vào thôi, chạy cho nó ăn lên nha. Đầu tiên là con Panzer trước. Panzer mình sẽ cho lên cấp 15, và con kia cũng cho cấp 15 luôn. Ít ra nó phải như thế này để sau này nó có thể sinh sản được với nhau. Đây là Panzer Dragon nha, cấp 10 rồi, đang cho nó ăn đây. Cấp 12, 13, 14 và 15. Ôi nhưng mà mình cho nó ăn thì nó hết sạch thức ăn thì tiếp sao mà sinh sản được đấy, tí là sao làm nhiệm vụ được đấy. Vấn đề là như thế đấy. Fighting này, thôi để đối đầu với con Gen Dragon trước đi. Hai Porter sẽ tấn công, tiến lên. Hai Porter Dragon tấn công con Gen Dragon này, nó ánh sáng à, ánh sáng thì mình có bóng tối thôi, cực ngon. The Grim Reaper, rồi ôi, lưỡi hái tử thần, 25.000 máu, keng một cái chết luôn, không thể nào mà đỡ được nha. Một chiến thắng này, victory, tuyệt vời. Rồi mình đã lên được lap số 2, thứ hạng đây, lap 23 đây, tiếp tục chơi nào, không quá khó đâu. Collecting goals và feeding kìa, thấy chưa, bao nhiêu cái, 3 và 2, 1 này, 2 này, 2 này và 3 này, 3 cái này. Feeding nào, bây giờ cho con gì ăn đây, chúng ta sẽ cho một số con sơ sinh ăn đi, con này ăn đi, đâu rồi con này nha, con Raider, 3 và 2, 1 cái này, một con bọ thôi em ơi, một con bọ nữa xong luôn. Chúng ta ít nhất phải quáng đuổi kịp thằng kia. Breeding, trời ơi, nhiệm vụ breeding là nhiệm vụ rất là khó khăn luôn đấy, không phải đơn giản. Breeding, rồi, không sao. Collecting gold, breeding và collecting. Collecting gold, 5 cái nữa, 1, 2, 1 này, 2 rồi đấy, 3 này, 4 này, 5 cái này, xong rồi. Chỉ còn cái nhiệm vụ kia thôi. Đang lướt đi, đang quáng đuổi theo thanh niên số 1 này. Trời đấy. Breeding Dragon, chúng ta phải breeding thôi. Con này sắp xong, con này còn bao tiếng nữa? Wow, 16 giờ. Đây thì mình cho sinh sản luôn. Đây. Chúng ta sẽ sinh sản những con cơ bản thôi. Terra này. Terra loại. Ok, Terra loại cùi nhất đâu rồi nhỉ? Vấn đề là con Bonzo nó ở đâu rồi?
Ờ, không lấy ra là thôi, mình sẽ cho nước. Nước này có con Sea Dragon này, sẽ cho kết hợp với một con hệ bóng tối đi. Đấy, hệ bóng tối không được, con kia đã đi học skill ánh sáng đi. Archangel này. Đấy, nước và ánh sáng sẽ ra cái gì đây? 8 tiếng thôi nha. Ui, 19 giờ. Đen đủi rồi. Hơi đen đủi rồi anh em. Nhưng mà tôi không sao, chúng ta sẽ chơi thôi, vẫn phải chơi thôi. Ở đây thì chúng ta sẽ tiếp tục là chiến đấu ở trong cái phần Lewis để kiếm thêm game nào. Còn 2 trận nữa đúng không? Thay đổi team cái vào thôi. Sói vương chiến binh quả cảm sẽ được bỏ ra và thay bằng hoàng kim này. Legend Slayer vẫn rất mạnh, đánh chiến thôi. Team nó không thể ăn được mà, dù có một mình có sói vương thôi mà cũng đủ cân cả team này luôn. Leviathan ghê thật. Leviathan nhưng mà Leviathan đặt sai tên rồi. Ở kia có một con QB kìa, khá ngon. Chúng ta không có gì kết liễu được à? Chết không? 13.000, 14.000, tuyệt vời. Leviathan QB 14.000, QB đẹp thế. Ước gì con QB này 5.000 hệ pua. Hệ pua mình đang cần phải luyện tập để lên sao. 15.000 tiếp theo này. Đánh đi. Chuyến đi em ơi. Kim loại. Ái cha, kim loại 2.602 máu. The Grim Reaper. Cắt đầu, cắt cổ. Cắt cổ này 27.866. Wow. Wow wow. Khỏe thật. Một chiến thắng victory thôi, khá đơn giản cho claim cái này. Và tiếp tục là chiến đấu với bên này nữa là được. Tiến lên nào. Đây nó sẽ có một con hệ mà đây. Chúng ta cho luyện luôn. Đâu rồi, thanh niên kia đâu? Ôi, 3 sao vàng rồi, bây giờ mắc luyện rồi. Không thể luyện được nữa nha. Rồi, nếu mà không luyện được thì để con này. Mình sẽ cần luyện con Super Sonic lên cấp, tại vì nó sẽ có cái skill hệ sấm, hệ kim loại. Cần phải luyện, con đấy chắc chắn phải luyện rồi. Ấy chà, team đẹp thế nhở. Toàn giống đẹp thôi. Sấm sét à. Đây rồi, Acho Hit. Chiến binh quả cảm. Chiến binh, cái này gọi là chiến binh vũ trụ đi. Super Hero. Man, con VIP này. Con này chắc chắn là con VIP này. Ghê nhờ. Bóng tối à? Bóng tối thì ánh sáng, phải là có ánh sáng. Ánh sáng soi đường. Light Star, đập nó. Đập nó. Nát tương. Nát bươm luôn, 27.000 luôn. Chết đi, còn Mi West. Victory thôi, một chiến thắng nữa dành cho chúng ta. Chúng ta sẽ tiếp tục claim cái này đi. Và được thêm 3 game nữa, chúng ta sẽ còn 3 trận tất cả. Rồi, chúng ta sẽ đổi nha. Mình sẽ cần đổi con gì đây? Con Hoàng Kim VNG cho đèo skill đi. Con Hoàng Kim cần phải thật mạnh để đối đầu ở trong kia. Train này. Con này cần phải train cái Cannonball lên. Chắc chắn luôn, thay luôn này. 2% đam thì mình cũng học một ngày thôi. Rồi đó, chúng ta sẽ vào VS tiếp. Và sẽ đổi con Super Sonic. Đâu, Super Sonic con này bỏ ra này. Thanh niên phải bỏ ra rồi. Siêu âm thanh sẽ được tiến lên vì nó có chiêu kim loại rất là cần thiết. Ồ, nhầm rồi. Super Sonic sẽ được vào và nó đang là 1 sao bạc. Chúng ta cần luyện cho nó lên 3 sao vàng Funny. Tính sau. Mẹ, toàn nó khỏe thôi. Rồi, chiêu lá hoàn toàn có thể tiêu diệt được nó này. Nhưng mà mình cần luyện cho con kia nên mình sẽ đánh nhẹ thôi. Đánh phát nhẹ nhàng thôi. 8.007. Liệu rằng con kia có ăn được không? Một hit. Thử xem, thử sức xem. Super Sonic sẽ được tiến lên này. Ninja Star sẽ được khoảng 9k không? Hy vọng sẽ được khoảng 9k. Yếu quá. Yếu nhớt rồi. May thế nhở. May mà con này đánh không đam đấy. Ninja Star này phải luyện thôi để tía phải vào đấu trường làm một trong những con chủ chốt của mình. Khó khăn. Hệ pua biết là lửa này. À không, hệ Terra. Hệ pua này thì nó đánh mình thì đúng là dập mặt rồi.
3 sao, hiện tại 3 sao thì nó sẽ lên được khoảng là 40.000 máu, bằng máu với con sói vương. Đây rồi, một hit thôi. Chuyên ra đánh nửa hit để bọn này đánh. Tiếp tục. Pura 5.007 à. Super Sonic sẽ được luyện tập tiếp. Ninja Star, ngôi sao của ninja, phóng tới. 6.000. Một bé nữa này. Con này con gì đây? Bóng tối à, đừng phải chết luôn nha. 4.000 thôi. Khá là yếu. Rồi, chúng ta sẽ dùng con này có một chiêu yếu để giảm máu nó thôi, để con kia đánh một phát nào có thể giết được. 7.000 đấy, chuẩn rồi đấy, chuẩn. Thế chuẩn rồi đấy. Chuẩn rồi đấy. Lửa 4.000 máu này. Swap Dragon. Con này sẽ có chiêu sấm sét, sấm chớp, lightning. Giật sét nó. Một phát 10.000. Khá ổn, đang quán luyện tập. Ok, và chúng ta sẽ kết thúc tập này đây nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của Dragon City và tiếp tục cuộc đua Heroic Raid. Chúc anh em may mắn. Bye bye.